Bún chả Hà Nội là một món ăn nổi tiếng của vùng đất thủ đô, món ăn được ưa chuộng nhất nhì tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam, cũng như đang được lan tỏa ra nhiều tỉnh thành phía Nam và nhiều nước trên thế giới. Thầy Y, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món bún chả Hà Nội, đã có hàng trăm học viên được học và kinh doanh thành công với món ăn này. Vợ chồng anh Linh hiện đang sống tại Tân Phú, Đồng Nai. Anh chị có kế hoạch kinh doanh mô hình bún chả Hà Nội và đã tìm đến thầy Y để học bí quyết kinh doanh món ăn này. Rồi một ngày giữa tháng 6 2023 thì chị vợ chồng anh Linh từ Đồng Nai đã tìm đến thầy học cái nghề bún chả Hà Nội. Phải nói bún chả Hà Nội là món ăn rất là nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và được rất nhiều người thích. Đặc biệt là những cái vùng miền Bắc và cả một số tỉnh ở miền Nam và Sài Gòn. Đó thì cái bún chả là để mà làm được, để mà đạt được cái đẳng cấp, phải nói là nó là một cái bí quyết rất là khó. Làm sao mà đưa ra bún chả đúng cái hương vị của Hà Nội, cũng như là cái thịt nó mềm, cái chả nó có độ dai giòn, nó thơm ngon, đó là điều rất là khó. Thì thầy đã nghiên cứu và giảng dạy rất nhiều các bạn để học cái nghề của thầy và kinh doanh rất tốt. Xin chào mọi người, mình tên Linh, mình đến từ Đồng Nai. Hôm nay mình đến thầy học món bún chả Hà Nội về để kinh doanh. Cách làm ra thịt nướng mềm, thơm ngon, không bị khô với hương vị đặc trưng là rất quan trọng. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, cách cắt thịt, xay thịt làm chả đến cách làm mềm thịt, định lượng gia vị, hương liệu đã được thầy Y hướng dẫn rất tỉ mỉ. Nước mắm, đồ chua ăn kèm là yếu tố quan trọng thứ hai trong món bún chả Hà Nội. Nước mắm được pha chuẩn theo hương vị Hà Nội, giữ được độ nóng và ăn kèm với đồ chua, rất đặc trưng. Đây là bí quyết mà thầy Y đã truyền dạy trong buổi học. Cách làm đồ chua, cách cắt thái, ngâm đồ chua từ đu đủ, cà rốt để đạt được độ chua ngọt, giòn khi kết hợp trong nước chấm thịt nướng. Đó thì để làm ra bún chả ngon á, thì phải nói là từ nguyên liệu thầy hướng dẫn cái lựa chọn cái thịt để xay làm chả, rồi cái thịt ba chỉ để làm thịt nướng. Đó, thầy hướng dẫn cái cách xử lý để cho thịt nó mềm cũng như là chả nó mềm và dai, cách xay thịt, rồi cách ướp sốt, cách cắt thịt, rồi ướp sốt, rồi cái cách bảo quản. Đó, rồi cách nướng thịt bằng than, bằng điện. Cái cách nướng làm sao mà thịt nó vừa vàng thơm ha, vừa đúng. Ở thầy hướng dẫn quy trình theo hướng công nghiệp. Đó. Làm số lượng lớn và giữ trữ dùng cho nhiều ngày. Cách bảo quản, sản xuất, đóng gói theo hướng công nghiệp, chế biến với số lượng lớn, bảo quản để sử dụng cho nhiều ngày đã được thầy Y chia sẻ để chế biến món bún chả Hà Nội với chi phí thấp và ít nhân công. Thầy đã hướng dẫn cách tổ chức bếp trung tâm, cách nướng thịt theo phương pháp hiện đại bằng lò nướng điện để đạt được miếng thịt nướng, chả nướng vàng, thơm, mềm mại và không bị khô. Sau buổi học ngày hôm nay, mình cảm thấy là thầy dạy rất là chi tiết và cặn kẽ. Từ cái khâu mà chuẩn bị nguyên liệu cho đến cái khâu mà gia vị rồi nướng. Cái màu sắc khi mà cái món ăn lên, thịt rất là nhìn rất màu lên, màu rất là đẹp. Hương vị thì rất là đúng với lại cái món bún chả mà mình học. Cách sắp xếp quầy bán hàng, quy trình bán hàng nhanh, sử dụng ít nhân công. Cách bày trí bát bún chả Hà Nội đẹp mắt, thơm ngon là những bí quyết mà thầy Y đã chia sẻ. Đó là cách bán hàng, cách nướng thịt, cách bày trí ra một cái bát bún chả, có dĩa bún chả rất là hấp dẫn. Tốc độ xử lý nhanh, đó là những cái quy trình công nghệ mà thầy truyền dạy cho các bạn để kinh doanh cái nghề bún chả và làm giảm cái chi phí rất là đáng kể từ nguyên liệu rồi đến nhân công và giúp cho các bạn có thể kinh doanh thành công món này. Món bún chả Hà Nội đã được thầy Y nâng lên một đẳng cấp cao về hương vị và phương pháp chế biến, tạo cơ hội kinh doanh cho người Việt tại Việt Nam và trên khắp thế giới.
qua buổi học ngày hôm nay em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Y rất là nhiều. Thầy chỉ rất là tận tình và chu đáo, mình cảm thấy tự tin hơn để về kinh doanh cái bún chả Hà Nội này ở Đồng Nai. Giờ đây, vợ chồng anh Linh rất tự tin khi đã nắm bắt được những bí quyết để tạo ra món bún chả Hà Nội thơm, ngon và đẳng cấp. Anh chị đã sẵn sàng để mở quán bún chả Hà Nội ngay tại Đồng Nai, giúp cho người dân Đồng Nai có thể thưởng thức món ăn ngon của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi chúc anh chị kinh doanh thành công.